Đây là một trong 5 chiếc giường thì luôn chúng tôi đã tháo ra để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng tại thành phố Lạng Sơn. Đã tháo toàn bộ phần giát ra rồi. Ở phía trong kia là 3 chiếc tủ áo đã được lắp xong hoàn thiện. 2 chiếc tủ 5 cánh và 1 chiếc tủ 2 cánh. Chiếc tủ 5 cánh ở giữa là có một cánh và cái buồng hai bên là buồng thông để rộng, rất là rộng và chắc chắn. Chiếc tủ 5 cánh này nó có kích thước là ngang là 2m7, rất là to. Mình đang bốc hàng lên xe chuẩn bị đi Lạng Sơn. Hai xe đang chuẩn bị bốc xếp hàng đây. 5 chiếc giường là toàn bộ cái phần mộng cũng như phần thang, toàn bộ là cái phần chất liệu để làm lên chiếc giường này được làm bằng chất liệu là gỗ vụ 100%, gỗ vụ mật, và cái phần riêng chỉ có cái phần thang này là làm bằng gỗ lim rất là chắc chắn. Và phần vách tựa này đục đục từ quý, 2 chiếc giường đục từ quý và 3 chiếc giường đục giềng hồng, giường mẫu giường chữ X đã được tháo rát ra rồi. Clip trước Thành Luân đã giới thiệu cũng rất chi tiết rồi. Ở phía trong này là một chiếc tủ áo 5 cánh, chiếc tủ áo 5 cánh rất là hoành tráng. Trong này được giường hồng, giường chữ X được giường hồng, rất là đẹp, rất là hoành tráng.